Mọi người thấy cái khu này cũng dễ thương ha. Ở phía cái kia là Dollarama, là cái chợ một đồng á, giống như cái tiệm tạp hóa bên này vậy đó. Trong đó họ bán rất là nhiều thứ, giá rất là rẻ, khoảng chừng một đồng mấy thôi. Đang ngồi đợi người thân của mình vô chợ Việt Nam mới mở ở thành phố Surrey để mà mua đồ. Tại vì cái chợ này mới mở thành ra nó có rất là nhiều khuyến mãi, và cái mình rất là thích cái cách bài trí rồi cách thức mà họ buôn bán trong này. Họ bán bánh mì, họ bán phở, họ bán rất là nhiều thứ, và cái chợ họ mới mở thành ra họ xây dựng rất là hợp lý và rất là sạch đẹp. Thì trước giờ ở cái thành phố mình á có một cái chợ Việt Nam duy nhất à, thì bây giờ là có cái chợ Việt Nam thứ hai. Thì đây sẽ là cái tin vui cho những người đi chợ, nhưng mà một cái tin khá buồn, một tin khá phải khá buồn mà nó, nhưng mà nó hơi mệt mỏi dành cho cái thợ chợ đầu tiên. Bây giờ đã có một người khác mở và cạnh tranh, thì nhờ những người này mở, 2, 3, 4, 5 người mở ra cạnh tranh với nhau thì mới có được cái giá tốt và có những cái service tốt để cho người tiêu dùng họ được lựa chọn. Thì về mặt người tiêu dùng thì sẽ rất là sướng, giống như nhà mình là sẽ có sự lựa chọn. Tuy nhiên cái người người mở đầu tiên á, tại vì đã mở lâu rồi mà thành ra cái cơ sở hạ tầng của nó không có được sạch đẹp mới giống như ở bên đây. Mà cái do cái này, cái tiệm này họ mới mở thành ra họ dùng một cái chiêu marketing là họ sell up rất là nhiều thứ, nghĩa là cùng một món đồ mà ở bên đây giá nó rẻ hơn cái chợ cũ. Thì mọi người nghĩ thử coi, nếu như mọi người thì mọi người đi chợ mới hay chợ cũ? Đó đó một hình thức mà họ marketing, họ chấp nhận họ là quầy vốn hoặc là lợi ích để mà thu hút khách hàng lại. Thì khi mà bắt đầu họ có được cái lượng khách ok rồi đó, khoảng trong vài tháng nửa năm gì đó là họ sẽ bắt đầu không sell up nữa và sẽ bán với cái giá bình thường. Thì tất nhiên là trong cái thời gian đó thì họ vẫn sẽ có những cái chương trình promotion, những cái chương trình khuyến mãi để mà lôi kéo khách hàng, lúc nào cũng vậy, nhưng mà sẽ không có giảm giá nhiều như những cái ngày đầu được. Tại vì bản thân mình là mình đã từng mở shop quần áo, mình từng mở nhà hàng, mình từng mở khách sạn, mình từng mở quán bar, quán búp ở Nha Trang luôn đó. Thành ra là mình mấy cái kiến thức cơ bản về mấy cái quảng cáo này, marketing này thì mình nghĩ là gần như ai cũng biết, không cần phải là một người đã từng mở. Nhưng mà một người đã từng mở rồi thì họ sẽ hiểu hơn một chút xíu về những cái cách thức này. Có một vài bạn và anh chị hỏi mình là mình làm cái gì ở đây mà sao thấy mình rảnh quá vậy. Thì thật sự mình rảnh á không phải là do cái thu nhập của mình cao, mà nó chỉ đơn giản á là cái tài sản của mình nó nhiều hơn tiêu sản thôi. Tài sản của mình nhiều hơn tiêu sản chứ không phải là mình giàu nha, mọi người phải phân biệt được. Có rất là nhiều người họ làm công ăn lương, làm tư hay làm như thế nào đó, cái lương của họ rất là nhiều, nhưng mà đôi khi họ sẽ không rảnh bằng mình. Tại vì mình cái khái niệm của mình về tiền bạc là cuộc đời nó đơn giản lắm. Bây giờ mình đã có một chút tài sản rồi, bây giờ mình chỉ mong là mình có kiếm đủ tiền mỗi tháng để mình trang trải cái cuộc sống cơ bản và dư ra được chút tiền để mà mình là nhà mình đi du lịch là mình vui rồi. Đó, cái mục đích của mình hiện tại bây giờ là vậy thôi. Tại vì bản thân mình á, mình đã thấy rất là nhiều người, rất 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 là nhiều người giàu. Khi mà bạn về với cát bụi mà đâu có cầm theo được cái tiền đó theo đâu, cho nên là mình thấy rất là nhiều người giàu rồi. Thì khi nào á mà mọi người muốn làm việc chậm lại, dừng lại để mà tận hưởng cuộc sống á, thì cái đó thì tùy các bạn trả lời thôi. Còn như bản thân mình bây giờ á là mình phải tận hưởng cuộc sống ngay từ bây giờ, mình không thể nào mình đợi tới lúc 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi hoặc là 65, 70 tuổi về hưu mình mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Bây giờ là mình phải tận hưởng cuộc sống, mình phải xem trọng cái thời gian của mình. Nên thành ra bản thân mình á, một ngày mình làm từ 1 tới 3 tiếng thôi, còn lại là mình tận hưởng cuộc sống. Đối với những người khác á thì cái thời gian này á người ta có thể đi làm thêm, một tháng họ sẽ có thể kiếm được từ 2 tới 4 ngàn. Như ở bên đây đó mình nói rồi, làm cái nghề chạy bàn thôi, làm một cái bất kỳ cái nghề gì đó, một tháng mình kiếm từ 1 ngàn tới 2 ngàn rưỡi một tháng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà mình không có thích như vậy, mình thích những cái nghề nào mà làm tự mình làm chủ hơn, làm tư làm chủ hoặc là bên phía nhà đầu tư hơn. Mặc dù những cái nghề đó có thể trong tháng đó mình sẽ không có kiếm được nhiều, nhưng sẽ có những tháng mà nó vượt bậc, nó sẽ đủ cover cho những cái tháng còn lại mà mình không kiếm được. Thì mỗi người sẽ có một cái cách nhìn nhận về cuộc sống, nhìn nhận về công việc thôi, và đặc biệt là cái tính cách nữa. Cái tính cách bạn phù hợp với cái công việc gì á thì bạn mới làm được công việc đó. Ví dụ như bây giờ mà nói mình đi làm thầy giáo, làm bác sĩ, làm sao mình làm được? Cũng như bạn nói những người đang làm thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư, làm những cái nghề giống như đầu tư kinh doanh tự do với mình, sao họ làm được? Đó là về cái tính cách thôi. Cái ngành nghề nào nó cũng phải có sự rủi ro, cũng phải có cái sự đánh đổi hết. Bạn muốn làm được bác sĩ, kỹ sư, bạn phải học ra và bạn đi làm, trải qua rất nhiều kinh nghiệm rồi thì bạn mới có thể làm được tốt trong cái vị trí đó.
Còn cũng như mình là một người làm ăn kinh doanh đầu tư tự do thì mình cũng phải học hỏi rất là nhiều, mình cũng trải qua rất là nhiều sự rủi ro, rất là nhiều sự thất bại, mình rút ra được những cái thất bại đó mới có được những cái kinh doanh, những cái đầu tư ở trong tương lai nó thành công hơn một chút xíu so với hồi trước. Nó là như vậy thôi, cái ngành nghề nào nó cũng phải học hỏi và nó cũng phải trải qua một những cái giai đoạn mà thất bại xong rồi mới đi lên được. Là mình làm cái gì ở bên này, ở bên Mỹ là Canada này, mà cái thời gian của mình thấy là khá là rảnh thì mình cũng đã nói trong nhiều clip và mình nói về cái tài chính đó, thì mình làm ba nghề lận. Thì cái nghề đầu tiên mình làm á là mình làm YouTube, xong rồi từ YouTube đó mình làm visa và mình làm hỗ trợ những anh chị cô chú ở đây mua nhà ở bên Vancouver Canada này. Đó là một cái nghề làm tư của mình. Cái nghề làm tư này của mình á, một ngày mình chỉ mất từ nửa tiếng tới 2 tiếng thôi. Rồi cái nghề thứ hai của mình á là mình làm ship hàng Mỹ, đó là một hệ thống rồi. Một ngày mình mất khoảng chừng 15 phút nửa tiếng cho cái nghề ship hàng Mỹ này thôi. Tại vì đã có người order, đã có người nhận hàng, đã có người giao hàng, nói chung là hệ thống nó tự chạy rồi. Mình chỉ kiểm tra lại cái tiền đó thôi. Tại vì mình có rất là nhiều thẻ tín dụng, mình có đến mười mấy cái thẻ tín dụng lận. Bây giờ cái credit limit thẻ tín dụng của Canada là Mỹ cho mình là hơn 100 ngàn rồi. Thì mình phải kiểm tra để xem thử có cái những cái giao dịch nào lạ hay không. Tại vì ở bên đây á, hacker hay hack vô mấy cái thẻ tín dụng lắm. Hoặc là đôi khi họ hack vô một cái website nào đó và vô tình cái website đó họ không có mã hóa kỹ á, là cái thẻ tín dụng của mình rất là dễ bị hacker khai thác, và họ sẽ dùng cái thẻ tín dụng đó mà họ đi mua những cái đồ khác mà không phải bản thân mình mua. Giống như hiện tại bây giờ đang ở Việt Nam đang có một cái website rất là nổi tiếng, tuy nhiên mình sẽ không nói cái website đó ra đâu, thì cái website này đang bị hacker họ hack vô hàng triệu tài khoản, lộ hết thông tin và lộ luôn cái thẻ tín dụng luôn đó. Thì bản thân mình á, khi mà mình ship hàng Mỹ như vậy á, một ngày mình order hàng chục cái transaction, hàng chục cái giao dịch, thành ra mình phải, công việc của mình chỉ là ngồi kiểm tra thôi. Và khi mà cái cách thức mà để mọi người quản lý được cái thẻ tín dụng của mình á, có bị hack hay không á, là mọi người phải cài cảnh báo, cài alert, là cài khi mà một order nào đó thì nó sẽ nhắn tin hoặc là sẽ gửi email, bất kỳ order nào nó cũng nhắn tin gửi email đó. Thì mình cái công việc ship hàng Mỹ của mình á, là mình chỉ kiểm tra những cái giao dịch đó có phải là của bên mình hay không, hay là một bên nào đó, để mình alo cho ngân hàng lập tức là họ cancel cái giao dịch đó liền. Ở bên đây nó cũng khá là hay. Khi mà mình xài thẻ tín dụng á, là mình là một khách hàng thân thuộc ở trong ngân hàng, mà cho dù cái giao dịch đó nó cà dài tuần đến 1 tháng rồi, mình vẫn có cách thức mình lấy lại được. Tại vì mình đã làm trong cái ngành nghề này lâu và mình đã chơi với ngân hàng và mình chơi với thẻ tín dụng lâu lắm rồi, nên thành ra mình có đủ kinh nghiệm và kiến thức để mà mình làm được cái chuyện đó. Rồi cái ngành nghề thứ ba của mình hay làm á, cái ngành nghề này gần như là nó không có tốn nhiều thời gian, đó là bên đầu tư. Cái chính của mình á là mình đầu tư bất động sản. Thì cái đầu tư á nó mới đem lại cái tiền nhiều nhất cho mình. Chứ còn cái nghề làm tư và nghề làm chủ này á, là hai cái này nó chỉ hỗ trợ mình để mình đủ sống và mình đủ có tiền và mình đủ có thời gian để mình đi chơi, đi du lịch, mình tận hưởng cuộc sống thôi. Chứ cái nghề chính á, cái nghề mà đem lại nhiều tiền nhất á là bên phía bất động sản. Thì cũng khá nhiều bạn mà nó hỏi mình là chia sẻ một chút xíu về cái kinh nghiệm bất động sản mà bản thân mình biết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút xíu về cái kinh nghiệm mình biết về đầu tư bất động sản. Cái ngành nghề đầu tư bất động sản này nó rộng ghê lắm và nó rất là rủi ro. Nó rủi ro dành cho những người nào mà không biết, còn những người nào biết rồi á thì cái rủi ro nó sẽ giảm lại thôi, chứ không phải là rủi ro nó 0%, nó chỉ giảm lại thôi. Tại vì trong bất kỳ một cái kinh doanh, trong bất kỳ một cái lĩnh vực đầu tư nào á, thì cái yếu tố quyết định cuối cùng á vẫn là yếu tố may mắn. Tại sao mà mình nói cái yếu tố quyết định cuối cùng là yếu tố may mắn? Bây giờ mình lấy một cái ví dụ cụ thể mọi người xem nha. Bạn là một người học rất là giỏi toán. Bây giờ ngày mai có kiểm tra một tiết toán đúng không? Mà trong quá trình đi đi lên trường để mà đi đi học đó, để chuẩn bị làm bài kiểm tra, tự nhiên mẹ bạn chở mà cái xe nó nổ bánh, phải mất thời gian hoặc là đến bị trễ, không có kịp thời gian để làm bài, trong khi cái đề toán nó rất là dễ. Nhưng mà mình không có đủ thời gian để mình làm, tại vì có những cái lý do xui ở bên ngoài nó tác động vô. Thì mọi người thấy không, cho dù bạn học giỏi, bạn rành cỡ nào, nhưng mà bạn gặp xui thì bạn cũng sẽ không bao giờ thành công được. Không dùng từ thành công thì nó hơi bị cao siêu, mình sẽ không bao giờ mình đạt được cái mục đích đó. Cho nên á, những bạn nào mà bạn đã giỏi, bạn đã tài, nhưng mà cái yếu tố quyết định cuối cùng á vẫn là cái sự may mắn. Giống như mình á, mình gặp người ta mình chúc á, thông thường mình chúc hai cái thôi, là mình chúc người ta sức khỏe và mình chúc may mắn. Tại vì á, mà bạn có giỏi có tài cỡ nào mà bạn không gặp may thì cũng bó tay. Thì đa phần á, những cái dự án bất động sản của mình á, thì tất nhiên trước khi mà mình mua á, là mình phải xem xét rất là nhiều thứ. Mình xem xét thử coi là cái đất đó có ok hay không, giấy tờ pháp lý nó ok hay không. À, mình đang nói ở Việt Nam nha, ở bên đây thì mấy cái vấn đề về pháp lý nó dễ kiểm tra lắm.
Thì ở Việt Nam á, trước khi mà mình mua một cái mảnh đất nào đó hoặc là mình mua một cái dự án nào đó thì mình sẽ xem thử xung quanh đó nó có những cái tiện ích gì, chủ đầu tư có tốt hay không, mảnh đất đó pháp lý như thế nào, có sổ đỏ sổ hồng hay là pháp lý nó có ok hay không đó, mình xem rất là nhiều. Rồi á, cái yếu tố may mắn mà mình nói là như thế nào, ví dụ như mình xem và mình thấy là cái đất này 1 năm sau nó xây dựng xong thì những cái cơ sở hạ tầng của nó cũng sẽ phát triển theo. Nhưng mà xui xui một cái, lấy ví dụ như ở Việt Nam mọi người cũng biết rồi, rất hay bị thanh tra đúng không, xui xui cái bị thanh tra, hoặc là xui xui một cái những cái dự án xung quanh nó không có phát triển đồng đều, hoặc là cái chủ đầu tư mà mình đang mua dự án đó họ không có xây dựng nữa. Đó là những yếu tố mà gọi là hên xui, những yếu tố may mắn đó. Cho nên cho dù là có xem cỡ nào mà không gặp may mắn thì cũng bó tay. Thì mình khá là có duyên với bất động sản, thì đến giờ là hơn 90 đến 95% những cái dự án đầu tư của bất động sản của mình á, đa phần là ok, đa phần là nó đều sinh lại lợi nhuận cho mình. Rồi bây giờ đến cái phần mà những cái bất động sản nào mà bản thân mình hay đầu tư. Mình nói bản thân mình thôi nha, chứ còn những người khác thì họ có những cái chiến thuật khác. Bản thân mình đầu tư, từ mình đầu tư hai cái. Cái đầu tiên á là mình ngâm, mình đầu cơ. Thì mình đầu tư vô đâu? Cũng như cái clip trước mình nói á, mình đã từng mua một mảnh đất trước khi mình quay qua Mỹ vào năm 2009 á, thì bây giờ á, nó lên gấp mười mấy lần. Thì có một bạn nó comment mình, nó hỏi là nhà nhà em ở Sài Gòn á, mua bây giờ nó lên gấp đôi rồi, nó mừng hết lớn rồi, mừng quá mừng rồi. Thì không biết anh mua ở đâu mà nó lên mười mấy lần. Thì mình mới nói á, những cái đầu cơ của mình mua á là mình mua chính là ở những vùng chưa phát triển nhưng mà trong tương lai nó sẽ phát triển. Thì như vậy á, cái rủi ro nó sẽ ít, tại vì những cái vùng đó là cái tiền bạn đầu tư vô nó không có cao, nhưng mà khi mà nó sinh lợi nhuận á, nó sẽ gấp nhiều lần đó. Thì cái đầu tiên mà mình mua á là mình mua ở những đất vùng ven, những vùng ven thành phố, tại vì mình là một người đầu tư cá nhân, một nhà đầu tư nhỏ lẻ, nên mình thích đầu tư vô những cái vùng mà nó chưa phát triển nhưng mà nó sẽ phát triển. Đó là mình sẽ coi thử coi những tiện ích xung quanh đó trong tương lai, khoảng chừng 2 năm 3 năm nó sẽ như thế nào, mà là mình phải có cách thức, mình phải có cái kiến thức để mà mình xem được những cái thứ đó. Rồi và mình chỉ mua những cái mảnh đất nào mà nó có sổ đỏ thôi, chứ mình không bao giờ mua cái giấy tay nha, mình chỉ mua sổ đỏ thôi. Đó là những cái thứ mà mình mua và gần như là mình không bao giờ bán, đó là đất nền và đất ở những nơi mà nó chưa phát triển, nó sẽ phát triển trong tương lai đó. Thì bao bao nhiêu cái đất mà mình mua như vậy á là đa phần là mỗi năm, nhìn vào mỗi năm là nó đều tăng hết, nó không bao giờ xuống. Tại vì khi mà mình mua là giá nó đã thấp quá rồi thì làm sao nó xuống được nữa. Còn nếu như á, cũng như mua đất mà bạn mua ở đất ở thành phố thì bạn phải coi chừng, tại vì đất ở thành phố á, là đa phần là nó đã phát triển rồi và chưa biết được là năm sau nó sẽ phát triển nữa hay là nó sẽ bị xuống hoặc là nó sẽ đứng ngang. Cho nên thành ra mình sẽ ít khi nào mà mình mua đất ở ngay thành thành phố lớn lắm, những thành phố lớn lắm, hoặc là ngay chỗ trung tâm. Những cái chỗ đó là mình thích lướt sóng hơn, và đặc biệt mình lướt là mình lướt dự án, lướt nhà liền kề với lại lướt chung cư. Mình đang nói ở Việt Nam nha, ở bên đây thì nó sẽ hình thức nó khác một chút xíu nữa, nhưng mà mình đang chia sẻ về cái vấn đề bất động sản mà mình đầu tư ở Việt Nam á. Đó, thì đó là cái mục thứ hai là mình lướt ở những cái dự án ở các trung tâm thành phố lớn. Giống như ở Nha Trang là mình hay lướt những căn hộ view biển, và cái lướt này nó rất là sướng, đầu tư vô nó cũng rất là ít, tại thường thường bạn đặt cọc khoảng từ 10 đến 30% thôi là bạn có thể lướt được rồi. Có những cái dự án á, mà mình mua á, lướt trong ngày luôn, trong buổi sáng đó mình chốt 2 căn view biển ở thành phố Nha Trang á. Các anh chị nào mà đầu tư kinh doanh bất động sản ở Nha Trang là sẽ biết và sẽ hiểu những gì mình đang nói. Là ở Việt Nam á, là ở Nha Trang mình á, là mình chỉ cần nhắn tin thôi. Những cái người mà họ bán á, họ nói mình là ok, anh ơi bạn ơi bây giờ đang có những cái lô như thế này, hỏi mình muốn lấy những cái lô nào, thì mình chỉ cần nhắn lại thôi và mình chuyển khoản. Tại vì chưa trong ngày mà chưa có chạy qua ký được là mình mới chuyển khoản thôi. Thông thường đặt cọc nó từ 50 đến 100 triệu. Là có những cái dự án lướt sóng của mình á, là trong ngày buổi sáng là mình chuyển khoản đặt cọc qua tin nhắn và qua ngân hàng, là buổi trưa là đã có người chốt rồi. Tại vì khi mà mình làm ăn á, là phải dựa vào sự tin tưởng, là cái sàn đó nó đã chốt cái lô đó cho mình rồi là họ phải giữ, tại vì làm ăn lâu dài mà họ phải giữ. Thì trong buổi trưa tự nhiên cũng có một người họ thích cái lô mà mình mua, thì cái chủ sàn đó mới nhắn tin hỏi mình là bây giờ có người thích mua đó, tiền trên là 50 hay 100 triệu, hỏi mình có muốn bán hay không. Thì thông thường là mình sẽ xem xét coi thử là cái dự án đó, cái lướt sóng đó nó có đủ để mình chốt lời hay chưa. Ví dụ như mình mua 3 lô thì mình sẽ bán trước một lô để mình chốt lời, mình lấy cái tiền lời, còn 2 lô mình ngâm tiếp. Tại vì có những cái dự án á, càng ngâm thì nó càng lời, và có những cái dự án là phải lo bán liền.
Thì cái đó là khi nào mọi người làm á, thì mọi người sẽ phân tích được những vấn đề đó. Và những nhà đầu tư á, khi nào mà họ thấy được họ lời đủ thì họ chốt thôi, chứ không một ai có thể khẳng định rằng á, giữ nó đi nó sẽ lên, hoặc bán đi nó hốt lên rồi, hoặc là như thế nào đó. Rồi đó là sơ qua hai cái cơ bản nhất mà mình đầu tư bất động sản. Là một là mình ngâm, mình những cái thứ ngâm này là mình không bao giờ mình bán á, tại vì nó chưa có phát triển đến mức đỉnh cao chỗ cái khu vực đó mà, thì làm sao mình phải bán. Nó tăng giá mỗi năm mà, những cái đất nó tăng giá mỗi năm là thông thường mình không bao giờ mình bán những cái đất đó. Mình chỉ bán những cái dự án mà mình lướt sóng á, mình chỉ bán theo theo cái cảm giác cảm tính mình nghĩ là nó đã đến đó rồi, nó không tăng được nữa là mình bán. Đó là mình đầu tư hai cái, một cái là mình ngâm và một cái là mình lướt sóng. Và một cái thứ ba nữa là mình làm về bất động sản đó, là mình xây dựng nhà trọ và những cái căn nhà cho thuê. Là những cái tiền nó sẽ là một cái thu nhập thụ động. Thì những cái thu nhập thụ động từ việc mà mình cho thuê nhà đó thì nó sẽ cover được cái phần giống như là chi phí ăn ở, chi phí tiền xăng, tiền cộ đi lại của mình. Nói chung là những cái tiền mà thuê nhà đó nó sẽ giúp mình như một ngày nào đó mà mình không có muốn làm bất kỳ cái gì nữa, mình vẫn có thể nghỉ tất cả mà mình dùng cái tiền thuê nhà đó mình ăn. Đó. Thành ra mình rất là thoải mái, mình rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống, mình có đủ ăn, đủ mặc là mình vui rồi, mình không cần phải suy nghĩ nhiều. Như có nhiều bạn, nhiều anh chị nói là ở bên đây dễ kiếm tiền hơn ở Việt Nam. Thì mình mới nói á, là ở đâu á, kiếm tiền cũng được đó, quan trọng là bản thân mình phù hợp ở đâu thôi. Mình lấy một cái ví dụ như những người họ đang mở tiệm nail bên này, họ mở hai ba cái tiệm nail luôn, một tháng họ kiếm 50 20 ngàn là chuyện hết sức bình thường. Bây giờ nói họ về Việt Nam thì làm sao họ làm được, tại vì họ đã quen hết cái công việc ở bên đây rồi. Rồi ví dụ bản thân mình, nếu như mà mọi người hỏi mình á là ở đâu kiếm tiền được nhiều hơn và dễ hơn, thì mình nói ở Việt Nam. Giống như bản thân mình á là ở Việt Nam mình kiếm được tiền còn nhiều hơn bên đây nữa, và mình còn thoải mái, còn rảnh hơn ở bên đây nữa. Ở Việt Nam là sáng chiều tối là thích là cà phê, thích đi lai rai, là lúc nào cũng có bạn bè hết, và rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Đó là một cái mặt mà tốt, một cái mặt sướng và tinh thần của mình khi mà mình ở Việt Nam. Thì mình cũng đang tính là đợi cho hai nhóc mình á, nó khoảng chừng 1 tuổi rưỡi 2 tuổi á, là nhà mình có thể sẽ về lại Việt Nam, ở đến khoảng chừng 5 6 7 tuổi đó mình sẽ quay lại đây để cho nó đi học hay như thế nào đó. Đó là trong dự định tính của trong đầu của mình, là bà xã mình thôi. Bởi vì mình mới nói á, ở đâu nó cũng có cái này cái kia đó. Bản thân mình á là mình thấy Mỹ lại Canada, nói chung là ở bên đây á thì cái điều kiện môi trường xung quanh á thì nó khá tốt. Còn về cái kiếm tiền á thì bản thân mình thôi, thì mình thấy Việt Nam dễ kiếm tiền hơn bên đây, tại vì những cái công việc của mình á ở Việt Nam á kiếm tiền rất là nhẹ và rất là sướng hơn bên này. Đó là tùy người thôi, tùy người. Có những người mà họ làm công ăn lương, làm tay chân ở bên Việt Nam á thì họ sẽ qua bên đây, họ sẽ thấy bên này kiếm tiền sướng hơn, cái đồng tiền nó đáng hơn. Còn những người làm ăn đầu tư kinh doanh thì tùy, họ kinh doanh ở đâu đó họ quen thì họ thấy ở đó nó dễ kiếm tiền hơn thôi. Nói chung là ở đâu quen đó thôi. Rồi đó là một vài cái đầu tư về cái bất động sản mà mình đã làm. Đó là một á, là mình cho thuê nhà, hai là mình đầu cơ, mình ngâm miết luôn, mình ngâm miết khi nào mà nó lên mà mình cảm thấy là nó sẽ không lên nữa, theo theo cá nhân mình thấy nha, là cảm thấy không lên nữa là mình sẽ bán. Còn đa phần là mình ngâm những cái mảnh đất này á, là nó lên giá mỗi năm. Còn cái thứ ba nữa là mình lướt sóng. Mình lướt sóng thì thông thường 1 ngày sau là mình bán, hoặc là 1 tháng 2 tháng sau là mình bán, tùy tùy vào cái dự án đó. Những cái dự án này á, thông thường là nó nằm ngay trung tâm thành phố mà mình cảm thấy là nó đã lên đến cái đỉnh điểm, theo cá nhân mình thấy là mình sẽ bán. Thì mỗi nhà đầu tư, mỗi nhà kinh doanh họ sẽ có một cái cách nhìn nhận khác nhau. Họ sẽ nhìn nhận cái thời điểm này là thích hợp để bán chưa, hay là phải là bán sớm hơn hoặc bán trễ hơn. Nói chung là tùy tùy người thôi. Không có một ai mà có thể nói chính xác được cái thời điểm nào mà bán là có lời nhất. Không có một ai mà có thể nói chính xác được hết. Tùy vào cái cảm tính của bạn, tùy vào cái kiến thức và cái cảm nhận của bạn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái căn nhà mà bạn đang ở là tài sản hay là tiêu sản, và mình nên đi thuê nhà hay là nên đi mua nhà.